Thưa quý vị, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm, Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực và góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Và đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị trong tiểu mục Môi trường xanh tuần này. Thưa quý vị, cứ đều đặn mỗi cuối tuần thì các thành viên của Hội Phụ Nữ xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội lại có một công việc vô cùng quen thuộc. Và công việc này thì triển khai đều đặn mỗi tuần, bất kể là thời tiết có nắng nóng hay là có diễn biến như thế nào. Chúng ta hãy cùng khám phá xem công việc này là gì nhé. Em chào chị ạ. Chào em. Chị ơi, không biết là hôm nay các chị đang làm công việc gì đấy ạ? Tất cả chúng tôi đang tổng vệ sinh thứ bảy chủ nhật hàng tuần, là chi hội phụ nữ là cứ phát động tổng vệ sinh để bảo vệ môi trường, tuyên truyền cho người dân là bảo vệ môi trường cho nó xanh sạch đẹp ạ. Vâng. Thế thì trong những cái ngày mà nắng nóng như thế này thì các chị vẫn làm việc rất là nhiệt tình như này, nhưng mà mình có cảm thấy vất vả không chị? Nói chung là cũng hơi vất vả một chút, nhưng mà công việc thường ngày thì hàng tuần ý, thì các chị em đều làm đều quen mà tất cả đều trò chuyện những thứ thì rất là vui vẻ và rất là phấn khởi ạ. Tổng dọn vệ sinh nơi công cộng hàng tuần chỉ là một trong rất nhiều hoạt động bảo vệ môi trường của địa phương này. Ngoài ra thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng có các cái mô hình, đó là các cái giỏ hoa tái chế từ công trình là biến rác thải thành tiền. Ngoài ra thì để nhằm quảng bá cái hình ảnh đẹp ở các điểm di tích cũng như là về quảng bá du lịch trên địa bàn, thì hiện nay tại di tích đền Nguyễn Phỉ Lan chúng tôi cũng đã đặt các cái thùng rác do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã làm. Tại cái thùng rác này thì cũng có một khẩu hiệu, đó là hãy cho tôi rác thay vì vứt bỏ nó ra môi trường. Trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã thực hiện mô hình điểm tại chi hội thôn Thuận Quang, là có 50 hộ gia đình cán bộ hội viên đã thực hiện mô hình là phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, để nhằm là giảm thải cái lượng rác thải ra môi trường. Vâng, thưa quý vị, phong trào phát động ra nhưng mà để duy trì và kéo dài nó thì rất cần sự đồng hành của mỗi người dân. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là đường hoa tái chế được thành lập từ những năm 2021 nhưng mà đến giờ vẫn rất xanh tốt như thế này là nhờ công sức của ai nhé? Con chào cô ạ. Cô ơi, mình đang làm gì đấy ạ? Đoạn đường đào hoa được sáng xanh đẹp như ngày hôm nay và các cái duy trì đoạn đường này thì có khi là chúng tôi cũng được là chăm sóc. Ví dụ là 2-3 ngày chúng tôi tưới một lần, những cây hoa nào có thể là 3 tháng mà không có thể nó được tươi tốt được thì chúng tôi lại phải tạo điều kiện để tự kinh phí của chi hội để mà lấy tiền ra kinh phí đấy để lại đi mua hoa cây giống để làm cho cái đoạn đường nó không thể có một cái cây hoa nào để lỗi. Ít ai biết con đường hoa tái chế này từng là một bãi tập kết rác. Đến nay, tình trạng tập kết rác gây bức xúc trong cộng đồng dân cư kéo dài nhiều năm đã hoàn toàn chấm dứt. Vườn hoa không chỉ tạo cảnh quan thiên nhiên gần gũi mà còn tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Lỗi nhờ vào sự tuyên truyền vận động của các chị em trong cán bộ chi hội, thôn, tổ dân phố. Vì vậy cho nên là người dân cũng ra sức đồng lòng với tổ chức hội của chúng tôi, từ đó thì người dân cũng nâng cao được cái nhận thức và ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Lúc đầu thì là dọn rác các thứ là cũng hơi phiền phức, cũng khó ấy, nhưng mà bây giờ là nhà nước là nhân dân cùng làm, là thu dọn rác thải các thứ là đúng nơi quy định và ngày càng tiến bộ hơn và giữ gìn đường làng ngõ xóm là xanh sạch đẹp. Có thể thấy bằng nhiều cách làm thiết thực, Hội Viên Phụ Nữ đã phát huy vai trò của mình trong xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Môi trường sống trong lành không chỉ bảo vệ sức khỏe của người dân mà còn góp phần tích cực cùng chính quyền địa phương nâng cao tiêu chí môi trường trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh và hiện đại.